như ngày hôm đó mà em không có bắt lấy cái cơ hội mà Leon đưa cho em, 10 năm, 20 năm, 30 năm tới em vẫn tiếp tục ở trong cái ngành em và không bao giờ có một cái cơ hội. Ba em á, vì bên Parkinson tay rất là run, không có thể nào nhắn tin được. Nhưng mà khi mà em gửi cái tấm hình qua ba của em, cái icon lớp ở trong cái điện thoại, hai từ trách nhiệm á, nó ở trên vai của em rất là nặng. Và em muốn làm cho ba của em tự hào. Có thể chia sẻ với những người hiện tại bây giờ đang xem cái video này một cái chặng đường mà từ lúc em qua Mỹ đó, cho tới cái ngày mà hiện cái ngày đầu tiên, cái sự khó khăn ở cái chỗ nào và em bước vào trong cái business này và cái thành tựu ngày hôm nay của em hiện tại bây giờ đang ở cái conference và cái production của em thì quá khủng trong năm nay luôn. Tiên để chia sẻ với tất cả mọi người thì em cũng muốn thank you anh Leon một lần nữa, appreciate anh vì đã chỉ dẫn cho em một cái con đường sáng nhất có thể khi mà một cái người gọi là định cư ở một cái nơi đất khách như thế này, khi mà bước qua tiếng Anh không có, rồi mối quan hệ cũng không có, công việc lại càng tối tăm hơn đó. Bởi vì em trong đầu em nghĩ quá nhiều cái công việc mình chọn, mình nghĩ nước Mỹ là một cái nước cơ hội mà mình chọn một cái công ty, at least nó cũng là một cái công ty Mỹ, nó UBS. Là bởi vì là frame sẵn ở trong đầu, đóng khung sẵn ở trong đầu của em, từ gia đình của em, qua bên đây kiếm một cái job của Mỹ, có benefit, có bảo hiểm, làm 9 giờ tới 5 giờ rồi đủ thứ, mọi thứ gọi là quyền lợi cả. Nhưng mà tất cả những cái đó nó không có thể nào mà nó giúp cho cá nhân của em phát triển đúng như là cái khả năng của em ở cái thời điểm hiện tại. Nếu như mà bây giờ em còn làm những cái công việc hoặc là còn giữ những cái suy nghĩ đó thì em không thì sao bây giờ em cuộc đời em đi đâu? Bởi vì làm một cái công việc mà mình không thấy được cái sự phát triển, không thấy được cái niềm yêu thích ở trong cái công việc đó, đam mê thì, đam mê đó, thì mình làm nó cũng không tốt cho mình và cũng không tốt cho cái người mướn mình luôn. Và rất là nhiều người ở đây hiện tại bây giờ cũng rơi vào trong cái trường hợp giống như em. Có thể là những người đã từng đi làm hãng, từng đi làm neo, quá chán nản cái công việc này nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu như thế nào á. Thì coi cái video này, thấy cái câu chuyện của tỷ để có thể có thêm một chút xíu gì đó động lực để trở thành một cái người giống như em nữa trong tương lai. Tại vì em rất là muốn giúp cho tất cả mọi người. Bởi vì ngày xưa anh Leon giúp em như thế nào, em nhận tất cả những cái đó hoàn toàn miễn phí. Thì ngày hôm nay em thành công, không có gì mà để em không share cái công thức đó lại cho tất cả mọi người. Thì cái điều gì thực sự khiến em bỏ hẳn luôn này kiến hành neo, tức là coi như là bỏ hẳn luôn, chứ không có phải là giống như là làm rồi sợ không có thu nhập, để mà em dốc tâm hết 100%, để mà em lấy bằng rồi em học sale tất cả mọi thứ. Cái điều gì khiến em như vậy? Tại vì khi mà em làm như thế thì em nhiều người tất nhiên họ sẽ sợ, họ sẽ sợ là sao tôi qua cái ngành nghề này tôi làm có được hay không, lỡ như tôi làm không được rồi tôi không có income, rồi tiền đâu mà trả tiền nhà, tiền xe, tiền này, tiền kia. Thì cái tiêu chí gì? Tại vì anh gặp khá nhiều anh chị em hiện tại bây giờ cũng mắc phải cái câu hỏi, cái tâm lý đó. Như vậy thật sự thì nó cũng là một cái bước ngoặt khó để chọn đó. Bởi vì nói chung cái công việc neo cũng là một cái công việc mà nó giúp cho tất cả mọi người Việt của mình ở trên nước Mỹ cũng rất là ổn định. Lúc đó em kiếm khoảng 3.000 tới 3.500 một tháng. 3.000 tới 3.500 em có thể tự mua sắm được những cái món đồ gọi là cần thiết trong trong cuộc sống của em khi em ở Mỹ. At least nó cũng thoải mái hơn tất cả những cái công việc trước đó. Thì khi mà em gọi là make a decision để đi theo anh Leon, cái đầu tiên trước hết là em phải tin tưởng ha. Cái đó là cái cần nhất. Bởi vì em nhìn thấy được cái bức tranh, cái vision mà anh đưa cho em. Cái thứ hai nữa đó là cái động lực rất là lớn ở đằng sau em. Trong tất cả mọi người ai cũng vậy thôi. Nếu như mà mình muốn thay đổi một cái công việc hay là một cái điều gì đó, mình phải tìm được một cái câu chuyện mà em nói là phải lớn lắm. Bởi vì hai từ trách nhiệm á, nó ở trên vai của em rất là nặng. Trong gia đình em là cái người con trai út duy nhất.
và ba của em rất là kỳ vọng vào em. Và bây giờ em đã ở Việt Nam đã không có được một cái công việc nó tốt rồi, mà bây giờ mình đi qua bên Mỹ, không lẽ mình lại không có một cái gì thay đổi để cho ba của mình gọi là có một cái niềm hạnh phúc, tự hào, có một cái niềm tự hào, an tâm. Khi mà em nói chuyện với anh em rất là xúc động, bởi vì trong cái buổi này hôm nay ba em á bị bệnh Parkinson, tay rất là run, không có thể nào nhắn tin được. Nhưng mà khi mà em gửi cái tấm hình qua, ba của em thả một cái icon lớp ở trong cái điện thoại, em rất là xúc động. Đó là một trong những cái mà em hạnh phúc nhất cho tới cái thời điểm ngày hôm nay. Ở cái thời điểm mà em quyết định để mà từ bỏ ngành nail 100% luôn, tức là tỷ, thực ra tỷ không có làm nail luôn. Sau khi mà đã quyết định đó rồi đó, là tỷ không vướng chân vô trong ngành nail luôn, bỏ hẳn 100%. Vì cái sự tin tưởng, cái sự mà của anh Leon chia sẻ. Thì ngoài cái vấn đề động lực, cái yếu tố gì ngoài cái vấn đề tin tưởng không thôi để mà em quyết tâm bỏ hẳn đi? Em có bao giờ em suy nghĩ lỡ như em bỏ em làm không được rồi, cuối cùng là chất quốc này, rồi 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng không có tiền thì sao? Có bao giờ suy nghĩ điều đó không? Em cũng có suy nghĩ cái điều đó, nhưng mà thật sự em suy nghĩ đi thì cũng phải suy nghĩ lại. Cái ngành nail, nếu như mà bây giờ em bước chân ra khỏi cái ngành nail, em đã có đủ cái income trong vòng mấy tháng qua có thể nuôi em được at least là từ 3 cho tới 6 tháng. Nó có cái gì khó để cho em di chuyển sang một cái công việc mà cho em một cái tương lai nó tốt hơn gấp 10 lần? Nếu như em làm không được, at least em có một cái trải nghiệm và em có thể quay trở lại cái công việc nail bất cứ lúc nào. Nhưng nếu như ngày hôm đó mà em không có gọi là bắt lấy cái cơ hội mà Leon đưa cho em, có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm tới em vẫn tiếp tục ở trong cái ngành em và không bao giờ có một cái cơ hội như vậy. Đúng rồi. Và so far khi mà em vào trong cái ngành nghề này đó tỷ, em trải nghiệm trong những cái ngày đầu tiên đó, cái khó khăn nhất của em khi mà em vào trong cái ngành nghề này trong thời gian ví dụ như 1 tuần đầu tiên, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần, 1 tháng là cái điều gì? Em có thể chia sẻ cho những người hiện tại đang xem video này không? Cái khó khăn nhất ở trong cái công việc sale đó là làm sao để mình nhấc cái điện thoại lên mà mình gọi cho khách hàng. Và khi mà mình vượt qua được cái điều đó rồi á, cái khó khăn thứ hai nó tới là cái sự từ chối. Và cái khó khăn thứ ba á, sau khi mà khách hàng đồng ý rồi á, nó cũng có rất là nhiều chuyện để cho mình có thể mình tuột cái case đó, mất cái người khách hàng bởi vì họ đổi ý, gia đình của họ không cho. Tất cả những cái đó là những cái khó khăn mà mình cần phải vượt qua. Nó đòi hỏi mình có cái sự kiên trì và phải tin tưởng rất là nhiều. Lý do tại sao tin tưởng là bởi vì nếu như at least mình không tin vào trong bản thân của mình không tin vào trong cái khả năng của mình thì mình không còn có cái niềm tin vào bất cứ một cái điều gì khi mà mình làm cái công việc đó nữa hết trơn. Mình phải tin mình làm được. Nếu được tỷ, trong những cái ngày mà em training á, tại vì anh biết là sẽ có những cái người họ sẽ đặt ra cái câu hỏi không biết mình làm trong cái ngành nail này mình có đủ khả năng mình sell hay không, hoặc là sell có khó hay không. Hiện tại bây giờ mình chưa bao giờ mình làm sell, không biết cái công việc này nó có làm được hay không. Tức là họ rất là nhiều đau, thì anh muốn em chia sẻ thật sự với họ, tại vì khi mà em bước chân vào trong cái ngành nghề này nó như thế nào. Em có phải là một người sell giỏi hay không, hay là em phải học hỏi từ đầu? Mọi thứ nó đều là con số không hết. Cái quan trọng là mình phải muốn cái điều đó nó đủ. Nếu như mà mình không có đạt được một cái thứ gì đó trong cuộc sống, chứng minh là mình chưa muốn cái điều đó đủ ha. Khi mà em muốn làm cái công việc này, em muốn thay đổi bản thân, đó là cái điều cốt yếu nhất. Và em muốn làm cho ba của em tự hào, đó là cái điều quan trọng hơn tất cả. Bởi vì mỗi người phải tìm cho mình một cái lý do để khi mà mình bắt đầu cái công việc này. Và mỗi khi mà mình thất bại, mỗi khi mà mình chán nản trong cái công việc này, mình nhớ tới cái lý do tại sao mình bắt đầu. Và cái công việc sale nó là một cái công việc rất khó. Và sale bảo hiểm nhân thọ nó càng khó hơn nữa. Bởi vì mình đang chia sẻ một cái chương trình mà khách hàng họ không có thể thấy, họ không có feel, họ không có gờ chạm vô được như là tất cả những cái sản phẩm khác. Nó đòi hỏi mình phải có cái sự yêu thương đặt lên hàng đầu. Tại vì nhiều người khi mà thấy em ở cái thời điểm này, họ cái câu hỏi đầu tiên là họ hỏi em làm được một tháng bao nhiêu. Thì em biết đó là cái câu hỏi mà cho tất cả mọi cái ngành nghề, nhưng mà riêng cái lĩnh vực line insurance này em cần mọi người thay đổi nó một chút xíu. Tại vì cái quan tâm hàng đầu là mình phải giúp được cho bao nhiêu gia đình trước cái đã. Mà mình làm được cái điều đó rồi, cái income của mình nó sẽ tới. Thôi sẵn đó, bây giờ em nói về mức lương, em có thể nào hé lộ chút xíu hiện tại bây giờ cái mức lương của em nó gọi là trung bình hàng tháng nó tầm khoảng bao nhiêu tỷ, nếu mà không ngại?
Nếu như mà để chung... inspire, tức là để inspire nha, tức là coi như là để inspire những người hiện tại bây giờ cũng thắc mắc tiếng tỷ này hiện tại bây giờ từ cái ngành nào nó bỏ rồi bây giờ nó làm công việc này. Cái mức lương hiện tại bây giờ ở đây chỉ là chia sẻ theo theo cái hướng khích lệ tất cả mọi người thôi. Hả? Vượt qua bao nhiêu cái khó khăn cho đến thời điểm hiện tại, cái mức lương của tỷ là khoảng từ 25 cho tới 30 ngàn. 3 năm hiện tại bây giờ mức lương của tỷ khoảng chừng 25 tới 30 ngàn, bao nhiêu công sức. Từ một cái người không biết sell bảo hiểm trở thành một cái người biết sell bảo hiểm thì những công thức gì mà em có thể em chia sẻ một cách rõ ràng để mọi người có thể nghe và có thể cảm thấy được là sao? Ok, I can do it. Cái điều cần nhất là cái sự tập trung. Tại vì mình không thể nào mình làm được một cái điều gì mà nó hoàn thành nếu như mà mình thiếu đi cái sự tập trung. Mình không thể nào mình làm mà mình nghĩ coi ồ bây giờ mình sell không được thôi chắc có lẽ là mình quay cho về tiệm nail. Bây giờ mình sell không được không biết cái nghề này nó có phù hợp với mình hay không. Và một cái điều cần hơn hết nữa đó là mình phải bỏ ngoài tai những cái điều xung quanh mà người ta gây áp lực cho mình, người ta làm cho mình gọi là kìm hãm mình lại đó. Mà những cái điều đó thì chia sẻ nó đến từ gia đình là đầu tiên nhất, tức là gia đình ngày xưa cũng không ủng hộ lắm về cái ngành nghề này đúng không? Không ủng hộ mà còn nói cho những cái điều mà làm cho em bị nhục chí. Thì với em cái công việc hiện tại bây giờ đó, em cảm thấy nó thay đổi cuộc đời của em như thế nào? Thì ngoài cái vấn đề income ra đó, cái thay đổi lớn nhất là cái thay đổi về cái vấn đề mindset. Mindset là một trong những cái mà nó sẽ định hình cuộc đời của mình. Mindset is everything. Nếu như mà bây giờ mình không có cái mindset tốt, mình sẽ nhìn ở mọi vấn đề nó ở cái góc độ là tiêu cực hơn. Còn khi mà mình có một cái mindset nó đủ vững rồi đó, mọi thứ mình nhìn nó sẽ tích cực, nó lạc quan hơn rất là nhiều. Tỷ cũng muốn chia sẻ với mọi người là nhờ cái công việc này mà em đã có xe, có nhà và đủ khả năng xây dựng cái tổ ấm của em. Và sắp tới đây em còn đang trên đường bảo lãnh ba của em qua nữa. Coi như là em you're very proud. Em thực hiện được nhiều người hay gọi là giấc mơ Mỹ đó. Nhưng mà cái đó nó không phải là cái giấc mơ Mỹ không nữa, mà nó là một cái sự kỳ vọng của cả gia đình em. Có một cái final message gì mà em muốn nhắn nhủ với những người hiện tại bây giờ đang coi cái video này, cũng đang ở trong ngành nail hoặc làm hãng, làm nhà hàng vân vân mà chán nản cái công việc, em có một cái message gì giúp cho họ make a decision tốt hơn để mà họ có thể thay đổi cuộc sống của họ và có thể có một cái công việc làm việc tại nhà? Cái message của em duy nhất thôi, là hãy mạnh dạn tin tưởng vào cái điều mà mình muốn làm, muốn thay đổi. Và cái điều quan trọng hơn ở đây á, phải kiếm cho mình một cái người mentor thật là tuyệt vời. Thành công nó có rất là nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Có người có nhà lầu xe hơi là đã thành công, có người có vợ con đẹp là thành công. Nhưng đối với tỷ, chọn một cái người mentor để có thể hướng dẫn mình thành công, đó đã là một cái sự thành công rất lớn rồi. Và trong cái bước ngoặt cuộc đời của em ngày hôm nay, em kiếm được Allion, kiếm được công ty Think Small của mình, xây dựng cái văn hóa để cho em có thể phát triển ở cái mức như thế này, thì không có gì mà em có thể không chia sẻ được cho tất cả mọi người bước ra khỏi cái vòng an toàn của mình. Cơ hội nó chỉ tới một lần trong đời. Nếu như mà các anh chị đang coi cái video này còn thấy được cái slot để có thể apply vào trong cái vị trí giống như tỷ ngày trước đó đã từng đó, thì hãy bắt lấy cái cơ hội này. Ok. Leon cũng muốn chia sẻ với các anh chị hiện tại đang coi cái video này, thì hiện tại Think Small Insurance còn khoảng chừng 7 chỗ trống mà thôi. Đó thì nếu như trường hợp mà các anh chị hiện tại bây giờ đang trong ngành nail, từ chủ nail, manager hoặc là thợ nail, hoặc là những người mà hiện tại bây giờ đang làm hãng mà chán nản với cái công việc, cũng như là muốn tìm một cái công việc nào mới toanh hoàn toàn để mà có thể mình làm việc tại nhà, mình có thể mình kiếm một cái mức thu nhập và tốt hơn. Và quan trọng hơn nữa là mình có rất là nhiều thời gian bên cạnh gia đình của mình, bên cạnh con cái của mình đó, thì đây chính là cái công việc mà anh Leon cảm thấy là nó rất là phù hợp. Nhưng với một cái điều kiện là phải rất là đam mê công việc này, phải tập trung và phải bỏ hết tất cả tâm huyết, chứ không thể nào làm vừa làm nail vừa làm hãng được, vừa làm cái công việc này được. Giống như tỷ nói lúc nãy đó, mình không thể nào mình làm cả hai việc, mình phải really set cái goal như thế và phải tin tưởng hoàn toàn. Thì anyway, nếu mà interesting, hãy bấm vào trong cái website ở bên dưới này và hãy đặt cái lịch hẹn cho anh Leon để có thể lên trên phone và trò chuyện với anh. Thì sau khi cái buổi trò chuyện chuyện này thì anh Leon sẽ biết rất là rõ ai phù hợp và ai sẽ không phù hợp, và hy vọng anh Leon sẽ có thể nói chuyện